trở lại với người đẹp Thanh Thanh, ca sĩ Thanh Thanh và cũng là đệ tam á hậu Thanh Thanh. Thanh Thanh, cho anh mạo muội hỏi em câu hỏi này. Anh biết là thường thường là tất cả các cô đẹp thì thường các có các thanh niên và cũng như là các chàng rất là yêu quý theo đuổi em. Đó thì em khi nào, từ khi nào thì em biết yêu? Và có bao nhiêu anh chàng theo đuổi em? Dạ, anh hỏi em biết yêu, em biết yêu nhiều, em không biết anh hỏi em biết yêu về cái gì. Oh wow. Ý anh hỏi đây đó là đã có bao nhiêu là chàng trai đã theo em? À, có bao nhiêu chàng trai anh? Vâng. Chắc em đếm không hết. Wow. kính thưa anh, kính thưa quý vị, là thật sự là Thanh yêu thì Thanh Thanh rất là yêu nghề quý vị. Quý vị cũng biết là em biết yêu từ lúc em 4 năm tuổi anh. Wow, dạ, rất là hay. Dạ, em yêu cái nghề ca hát á, lúc mà em 4 năm tuổi em đã rất là thích hát rồi. Vâng. À, anh đùa, anh chỉ hỏi như vậy thôi chứ còn anh biết chắc chắn là anh không cần hỏi cái câu hỏi đó. Câu hỏi đó nó rất là dư thừa là quý vị, một người phụ nữ đẹp. Quý vị cũng biết cũng như là tất cả các quý vị mà xem những lúc mà Thanh Thanh đi trình diễn cũng như là xem Thanh Thanh đi thi hoa hậu thì chắc chắn đó là cái vẻ đẹp của em nó sẽ gọi là attractive, tức là thu hút tất cả nhiều người. Không? Đó anh chỉ hỏi chơi thôi. Nhưng mà anh biết là em có nhiều cái tài đó, ngoài cái chuyện mà là sắc đẹp và cũng như là ca hát của em ấy, em có một cái đặc tài làm nấu ăn đúng không? Và thì bây giờ anh hỏi em chứ là sao một cái người đẹp vào bếp thì em thường thường em nấu những cái món gì? Thưa anh, là em thích nhất là những cái món mà nó giống như nó có nước, có giống như súp hoặc là lẩu. Rồi ngoài cái chuyện mà em thích nấu ăn, những cái hobby của em ca hát như vậy, xong rồi cái công việc thường của em muốn làm cái gì? Ngoài ca hát thì em cũng muốn thích làm chủ. Dạ, làm chủ bản thân mình. Làm chủ bản thân mình. Dạ. Rất là hay. Thì anh cũng biết là em rất là lên kế hoạch, bây giờ là sáng đi bơi, trưa nấu ăn, rồi chiều đi học anh văn, right. Hoặc là tới có show thì đi hát, mình lên kế hoạch hết thì right. Cái công việc của mình với lại hàng ngày của mình nó không có boring. Right. Thì em cũng biết cuộc sống ở đây quý vị, ngoài công việc ra thì Thanh nghĩ là nấu ăn cho gia đình thì cái đó cũng rất là cần thiết quý vị, tại vì cái đó là mình làm, mình mở thêm, mình giúp thêm cái hạnh phúc gia đình thêm nữa. Với lại đi tập thể dục là cũng là giữ sức khỏe cho bản thân mình. Với lại em nghĩ là em sợ già. Dạ, thế Thành rất là sợ quý vị, nên mình biết là ai cũng tới cái tuổi đó là cũng phải đến cái tuổi đó. Mấy đến tới giờ bây giờ là Thanh muốn, cứ muốn cố gắng Thanh đi tập thể dục mỗi ngày để Thanh cứ giữ cái sức khỏe hoài và cái nét trẻ đẹp hoài. Được. Bây giờ những cái chị em mơ ước là em đã coi như là em được hết tất cả đúng không? Dạ chưa. Em muốn... dạ chưa. Như vậy thì em muốn là điều gì nữa? Em có thể cho tất cả các fan thì của em biết. Thanh cũng nghĩ là một người con gái thì khi mà có công ăn chuyện làm hoặc là có cái gì đó cho bản thân mình thì ngoài cái đó thì Thanh cũng muốn tìm cho mình một cái gia đình. Dạ. Như vậy là em chưa lập gia đình? Dạ, em đang độc thân vui tính. À, vậy, đang độc thân vui tính. Nhờ tất cả quý vị hãy gọi điện thoại về đài hệ thống truyền hình VBS nhé. Mình sẽ chuyển lại cái số phone chứ không phải là mình gọi cho mình. Bây giờ nói đến cái vấn đề mà tương lai thì anh biết là em có những cái dự án trong tương lai đó, thì em sẽ làm gì? Thưa anh, là em đang cái mơ ước của em là sắp tới là em muốn mở một cái nhà hàng. Thì anh cũng biết là em rất là thích nấu ăn, thì tại vì bây giờ chưa có gia đình thì phải muốn mở cái nhà hàng để không phải phục vụ cho chồng con mà phục vụ cho tất cả mọi người, những người fan của Thanh, những người khán giả của Thanh. Thì khi mà tới nhà hàng của Thanh thì Thanh sẽ tận tay phục vụ quý vị. Wow, rất là hay. Dạ. Vậy tất cả các fan của em là sẽ ủng hộ em phải không, nếu mà em mở cái nhà hàng phải không? Khi nào thì em sẽ mở cái nhà hàng? Cái này là bí mật, tại vì nhưng mà cái mơ ước của em là em muốn như vậy. Thì khi mà một người phụ nữ biết nấu ăn thì Thanh nghĩ là đối với người khác thì Thanh không biết, nhưng mà đối với Thanh thì Thanh muốn chăm sóc cho gia đình, chăm sóc cho người thân của Thanh. Thì hiện tại thì Thanh chưa có gia đình thì Thanh muốn chăm sóc cho quý vị. Ngoài tiếng hát của Thanh phục vụ cho quý vị thì Thanh sẽ tự tay xuống bếp để nấu ăn cho quý vị luôn. Wow, rất là dễ thương. Bây giờ em sẽ nói gì với lại tất cả các fan và đặc biệt là những bạn trẻ, trẻ hơn em, những cái thế hệ trẻ hơn em, em sẽ nói gì với những người đó? Nói về cái gì ạ? Nói về sắc đẹp, nói về những gì em thành công, về tiền, về sắc đẹp và những cái chuyện em muốn làm và em sẽ làm. Thì cũng như hồi nãy Thanh cũng đã nói thì quý vị ơi, Thanh nghĩ là theo Thanh thì các bạn trẻ thì hiện tại bây giờ nếu như quý vị không có thời gian thì một ngày một tiếng, hai tiếng quý vị nên vào đi tập thể dục, đi vào gym tập thể dục.
Và thứ hai nữa là Thanh nghĩ là những người phụ nữ, con gái thì ít nhiều thì cũng phải học nấu ăn. Dạ. Thì em theo em nghĩ thì theo em thấy thì các ông chồng, các đấng mày râu thì lúc nào cũng muốn tự tay người yêu mình, tự tay bà xã mình nấu cho mình một món ăn, mì gói cũng được đó quý vị. Dạ, xuống bếp mì gói hay là ra muống luộc cũng được. Nói dễ chứ không có dễ nha quý vị. Ra muống phải luộc sao nó ngon, và mì gói nấu sao cho ngon cũng rất là khó đó. Đúng không? Như là anh nghĩ là gọi là những cái chị em vừa nói nó rất là chi tiết và tỉ mỉ cho tất cả các ông rồi. Ông các ông mà nếu mà ông nào mà được một cái người mà yêu như em, hay là một cô cưới được một cô vợ như em, thì anh nghĩ là đó là điều rất là hạnh phúc. Tại vì em vừa đẹp và em vừa hát hay và em biết chăm sóc cho gia đình và em biết nấu ăn. Điều đó là phải nói là không còn gì bằng, đúng không? Bây giờ ok. Dạ chưa chắc anh ơi. Ủa vậy hả? Hên xui. Hên xui nữa. Dạ kính thưa quý vị, là nói thật sự với anh Triết thì người nào cũng có được cái này mất cái kia hết. Dạ đôi khi thì cái gì cũng biết hết, nhưng mà có nhiều cái thì cũng hơi khó khăn lắm. Trở lại vấn đề mà em sinh hoạt văn nghệ đó thì em có một cái CD nào mới hay một cái album nào mới mà em hoặc là em sẽ thực hiện trong năm nay? Dạ thì lần trước anh Triết có gọi cho em thì cũng đã nói là lần sau thì khi mà em đến đây nói chuyện với anh Triết và tâm sự quý vị thì Thanh sẽ giới thiệu Thanh một cái CD mới. Vâng. Nhưng mà thật sự là hôm nay rất là tiếc, tại vì Thanh cũng quá nhiều công việc gần khi gần Tết đó, thì sau cái cuộc thi Miss của Global đó, thì Thanh cũng rất là bận rộn để thâu âm và hoàn tất cái CD mới. Nhưng mà thực sự cũng hơi khó khăn tại vì không có người hát. Yeah. Anh nghĩ không phải là không có người hát, nhưng mà Thanh khó tính quá cho nên không biết anh nào sẽ là cái người mà được đắc ý nhất, đúng không? Dạ, okay. Yeah, bây giờ thì cái album nó đã hoàn tất rồi, nhưng mà em còn đang chuẩn bị cho cái hình ảnh đó như thế nào để ra một cái CD để cho quý vị khán giả, phục vụ quý vị khán giả nó tốt hơn nữa. Thì cái CD của Thanh nó có cái tựa đề là Biển Tình quý vị. Mà Thanh nghĩ là Thanh hy vọng là tháng sau Thanh sẽ lên đây và hầu chuyện quý vị với anh Triết, và Thanh sẽ giới thiệu cái CD mới của Thanh. Ok. Yeah. Trước khi mà chia tay với lại em thì xin mời em gửi lời chào tới tất cả các fan của em. Dạ anh. Thật sự là muốn ngồi nói chuyện nữa đó. Nói bao nhiêu đây không hết quý vị. Thì có 5 phút, 10 phút thôi. Thì Thanh cũng không biết nói cái gì hơn nữa. Thanh xin chúc cho quý vị một năm mới. Người ta có cái nào cũng nói gì. Anh Khang Thịnh Vượng. Anh Khang Thịnh Vượng. Nhiều câu chúc của quý vị, ai cũng chúc là những cái câu tốt tốt đẹp hết. Nhưng mà thật sự Thanh chúc cái câu đầu tiên, chúc quý vị lúc nào cũng làm ra tiền hết. Thật sự nhiều người nói là dạ, tiền nó làm nên hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà đã có hạnh phúc rồi, tiền nó làm nên hạnh phúc hơn nữa quý vị. Học sự chúc cho quý vị lúc nào cũng tiền ra như giọt cà phê hả anh? Đúng rồi. Tiền ra giọt cà phê. tiền đến đây trên tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê. Tiền vô như nước và nhỏ giọt như cà phê đen. Chúc cho quý vị có nhiều sức khỏe để làm tốt công việc của mình, để giúp cho gia đình, giúp cho người thân của mình nhiều hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn em và hy vọng rằng là anh em mình sẽ có dịp gặp lại nhau trong những ngày tới. Sau đây xin mời tất cả quý vị hãy tiếp tục thưởng thức nhạc phẩm Bội Ước cho nữ ca sĩ Thanh Hà trình bày. Giờ là thuốc đắng, người đã cho ta nếm khổ đau. Tình yêu theo cơn gió bay, biết đâu tìm như mộng phù du. Lời yêu mà người đã hứa, chỉ là lời chót lưỡi đầu môi. Người giờ đây đã bội ước, lòng đổi thay cho chơi, quên lời hẹn ước lúc ta còn nhau. Vội ra đi không từ giã, đành nhẫn tâm rất đi tình ta. Mà người không chút tiếc nuối, nỡ đành bội ước quên lời thề xưa.
đổi thay quên nghĩa tình xưa, tình yêu xem như trò chơi quên lời hẹn ước lúc ta còn nhau, vội ra đi không từ giã đành nhẫn tâm dứt đi tình ta mà người không chút tiếc nuối nỡ đành bội ước quên lời thề xưa. Ra đi không từ giã đành nhẫn tâm dứt đi tình ta mà người không chút tiếc nuối nỡ đành bội ước quên lời thề xưa mà người không